Cô Vân Anh đến từ trường tiểu học Trương Định, mến chào các bạn học sinh khối 4. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học tiết toán tuần 7 với 3 bài. Bài thứ nhất, biểu thức có chứa hai chữ. Bài thứ hai, tính chất giao hoán của phép cộng. Và bài thứ ba là bài luyện tập. Bây giờ, các bạn cùng chuẩn bị sách vở môn toán, cũng như chúng ta kiểm tra các thiết bị học tập của mình, sao cho đảm bảo tiết học của mình diễn ra thật là an toàn nha các bạn. Mình sẽ cùng bước vào hoạt động đầu tiên, đó là tìm hiểu về biểu thức có chứa hai chữ. Mục tiêu của hoạt động này là sẽ giúp cho các bạn nhận biết được một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ, biết tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ. Chúng ta cùng nhau khám phá kiến thức đầu tiên nha. Cô có ví dụ, hai anh em cùng câu cá. Anh câu được chấm 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 con cá, em câu được chấm 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 con cá, cả hai anh em câu được chấm 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 con cá. Ở ví dụ này, cô có thể đưa ra số cá câu được của hai anh em ở đây có thể như sau. Các bạn cùng xem cô điền vào bảng nhé. Có ví dụ số cá của anh là 3, số cá của em là 2, thì số cá của hai anh em sẽ là 3 cộng 2. Số cá của anh là 4, số cá của em là 0, thì số cá của hai anh em là 4 cộng 0. Số cá của anh là 0, số cá của em là 1, số cá của hai anh em sẽ là 0 cộng 1. Tương tự như vậy, chúng ta có thể cho số cá của anh là một số bất kỳ, số cá của em cũng vậy, và chúng ta sẽ tính được số cá của hai anh em. Bây giờ nếu như cô cho số cá của anh là A, số cá của em là B, thì chúng ta thấy số cá của hai anh em mà chúng ta có được là A cộng B. Như vậy, ở đây các bạn có thể cho cô biết A cộng B là gì nào? A cộng B chính là biểu thức có chứa hai chữ đó các bạn. Và hai chữ trong biểu thức này chính là chữ A và chữ B. Bây giờ, cô sẽ lần lượt thay thế số cá của anh và số cá của em bằng các cái giá trị cụ thể, để mình xem giá trị của biểu thức A cộng B như thế nào nha các bạn. Nếu A bằng 3 và B bằng 2, thì A cộng B sẽ bằng 3 cộng 2 bằng 5. Và 5 là một giá trị của biểu thức A cộng B. Nếu A bằng 4 và B bằng 0, thì A cộng B bằng 4 cộng 0 bằng 4. 4 là một giá trị của biểu thức A cộng B. Nếu A bằng 0 và B bằng 1, thì A cộng B bằng 0 cộng 1 bằng 1. 1 là một giá trị của biểu thức A cộng B. Như vậy chúng ta thấy, mỗi lần ta thay chữ bằng số, ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức A cộng B. Các bạn cùng nhìn lại nhé. Như vậy bây giờ các bạn đã được cô giới thiệu biểu thức A có chứa hai chữ rồi. Bây giờ các bạn hãy cho cô một số cái ví dụ khác về biểu thức có chứa hai chữ được không nào? Cô tin rằng là các bạn đã có đưa ra được những cái ví dụ rồi ha. Cô cho ba ví dụ cho các bạn một số biểu thức như sau. Thứ nhất là A nhân B, đây là biểu thức có chứa hai chữ. C trừ D cũng là biểu thức có chứa hai chữ. S chia R nhân 5 cũng là biểu thức có chứa hai chữ, chữ S và chữ R. Biểu thức N cộng M trừ 3 thì ở đây cũng là biểu thức có chứa hai chữ, chữ M và chữ N. Rồi như vậy mình đã học biểu thức có chứa một chữ rồi, và bây giờ chúng ta vừa tìm hiểu biểu thức có chứa hai chữ. Các bạn có thể rút ra được cái sự giống nhau và khác nhau giữa hai biểu thức này không? Chúng ta thấy sự giống nhau ở đây là các biểu thức có chứa chữ và dấu, có thể có hoặc là không có phần số ha. Còn sự khác nhau là đối với biểu thức có chứa một chữ thì nó chỉ chứa một chữ trong biểu thức thôi. Còn biểu thức có chứa hai chữ thì nó sẽ chứa hai chữ trong biểu thức. Chúng ta cùng ghi nhớ lại kiến thức này nha các bạn. Mình vừa tìm hiểu cái phần lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hoạt động đầu tiên nha. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 42, làm cho cô bài tập số 1 nè.
Yêu cầu của đề bài là tính giá trị của C cộng D nếu A. C bằng 10 và D bằng 25, B. C bằng 15 cm và D bằng 45 cm. Bây giờ các bạn cùng bấm dừng video của cô lại và làm bài nhé. Chúng ta lưu ý cách trình bày dạng biểu thức có chứa hai chữ nha. Rồi cô mời các bạn dò đáp án với cô nào. Câu A. Nếu C bằng 10 và D bằng 25 thì C cộng D bằng 10 cộng 25 bằng 35. Câu B. Nếu C bằng 15 cm và D bằng 45 cm thì C cộng D bằng 15 cm cộng 45 cm bằng 60 cm. Các bạn thấy ở câu B này mình lưu ý là nó có kèm theo đơn vị ha các bạn, là cm, cho nên trong phần mình thế giá trị của biểu thức của số vào biểu thức thì chúng ta để ý kèm thêm cho cô đơn vị là cm vào nha. Và ở kết quả mình cũng ghi là cm. Chúng ta tiếp tục bài số 2 nha. Đề bài số 2 là A trừ B là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của A trừ B nếu câu A. A bằng 32 và B bằng 20. Câu B. A bằng 45 và B bằng 36. Các bạn cũng bấm video dừng lại và làm bài nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng sửa bài với cô nào. Câu A. Nếu A bằng 32 và B bằng 20 thì A trừ B bằng 32 trừ 20 bằng 12. Câu B. Nếu A bằng 45 và B bằng 36 thì A trừ B bằng 45 trừ 36 bằng 9. À, bài 2 này còn một câu C nữa. Bạn nào mà siêng và có thể làm được thì chúng ta cô khuyến khích các bạn làm thêm nha. Chúng ta sang bài tập thứ 3. Đề bài A nhân B và A chia B là các biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống theo mẫu. Rồi các bạn thấy mẫu của cô nè. Cô có cột thứ nhất A bằng 12, B bằng 3 thì cô sẽ có giá trị của biểu thức A nhân B là 36. Giá trị của biểu thức A chia B là 4. Tương tự các bạn làm cho cô cột tiếp theo nha. Rồi, cô sửa bài nha các bạn. Cột thứ hai, với giá trị của A là 28, B là 4 thì A nhân B sẽ là 112, A chia B sẽ bằng 7. Ở bài này còn hai cột nữa ha. Bạn nào có thể làm được thì chúng ta cứ tiếp tục làm nha các bạn. Như vậy cô vừa giúp các bạn thực hiện 3 bài tập của phần biểu thức có chứa hai chữ. Cô hy vọng là tất cả các bạn đều làm thật là đúng ha. Cô có lời khen nếu các bạn làm đúng hết các bài tập vừa rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang hoạt động thứ hai là tìm hiểu về tính chất giao hoán của phép cộng. Mục tiêu của hoạt động này là sẽ giúp các bạn nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng. Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản. Chúng ta cùng nhau khám phá kiến thức tiếp theo này nha. Rồi, các bạn nhìn cô có bảng sau. A, B, A cộng B và B cộng A. Bây giờ các bạn hãy lần lượt thực hiện cho cô ba giá tính giá trị cho cô cả ba cột này nhé. Rồi các bạn cùng xem. Ở cột thứ nhất, A bằng 20, B bằng 30 thì cô có giá trị của A cộng B là 20 cộng 30 bằng 50. Giá trị của B cộng A là 30 cộng 20 bằng 50. Ở cột thứ hai, A bằng 350, B bằng 250 thì giá trị của A cộng B
sẽ là 350 cộng 250 bằng 600. Giá trị của B cộng A sẽ là 250 cộng 350 bằng 600. Ở cột thứ 3, với A bằng 1208, B bằng 2764, thì giá trị của A cộng B là 1208 cộng 2764 bằng 3972. Giá trị của B cộng A là 2764 cộng 1208 bằng 3972. Rồi sau khi tính xong rồi thì các bạn so sánh cho cô giá trị của hai biểu thức A cộng B và B cộng A trong bảng vừa rồi nè. À, các bạn dễ dàng nhận ra là chúng ta thấy trong ba cột này thì giá trị của hai cái biểu thức A cộng B và B cộng A như thế nào nè? À, chúng bằng nhau đúng không các bạn? Chúng ta thấy giá trị của A cộng B và của B cộng A luôn luôn bằng nhau. Vì vậy, ta có thể viết A cộng B bằng B cộng A. Và chúng ta sẽ có quy tắc là khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Và đây chính là phần kiến thức của bài tính chất giao hoán của phép cộng. Các bạn cần ghi nhớ cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức vừa rồi sang phần thực hành nha các bạn. Các bạn cùng mở bài tập số 1 trang 43. Nêu kết quả của phép tính. Cô có 3 câu A, B và C. Các bạn cùng theo dõi và chúng ta làm vào cho cô nhé. Rồi, ở câu A, cô có kết quả như sau. 468 cộng 379 bằng 847. Như vậy cô sẽ có kết quả của phép tính thứ hai là 379 cộng 468 bằng 847. Vì sao mình có thể khẳng định nhanh là 379 cộng với 468 sẽ bằng 847 nào? À, vì ở đây chúng ta đã sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng đúng không nào? A cộng B thì sẽ bằng B cộng A, cho nên chúng ta không cần tính mà chúng ta có thể điền ngay được kết quả. Tương tự như vậy, với câu B chúng ta cũng sẽ có kết quả là 2876 cộng 6509 sẽ bằng 9385. À, và với câu C chúng ta cũng nhanh chóng ra được kết quả là 76 cộng 4268 bằng 4344. Như vậy là chúng ta vừa vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng để thực hiện thật là nhanh bài toán vừa rồi. Rồi, các bạn tiếp tục bài số 2 trang 43 nha. Yêu cầu của bài này là viết số hoặc chữ thích hợp điền vào chỗ chấm. Đây là đề bài. Chúng ta lưu ý cho cô, ở đây yêu cầu là viết số hoặc chữ vào chỗ chấm. Như vậy chúng ta một là viết số, hai là chúng ta viết chữ. Như vậy thì mình sẽ viết gì vào chỗ chấm mà mình vì sao mình lại viết như thế? Các bạn cùng suy nghĩ và làm bài cho cô nha. Bây giờ các bạn cùng sửa bài nha. Ở câu A, dòng đầu tiên 48 cộng 12 thì bằng 12 cộng 48. 65 cộng 297 sẽ bằng 297 cộng 65. 177 cộng 89 bằng 89 cộng 177. Như vậy các bạn thấy ở câu A chúng ta đã điền vào đây là ba số đúng không nào? Chúng ta sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng thì chúng ta sẽ nhanh chóng điền được những số thích hợp vào các chỗ chấm này. Còn đối với cô B thì ở dòng thứ nhất m cộng n sẽ bằng n cộng m. Như vậy ở đây là các bạn đã điền vào đây là chữ m. 84 cộng 0 sẽ bằng 0 cộng 84.
chúng ta cũng sử dụng tính chất giao hóa của phép cộng để nhanh chóng điền được vào đây là số 84. Dòng cuối cùng, A cộng 0 sẽ bằng 0 cộng A và bằng A. Như vậy ở đây cô muốn hỏi các bạn, vì sao các bạn lại điền được A cộng 0 bằng 0 cộng A và bằng A? Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng tính chất là bất kỳ số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Như vậy ở đây A cộng 0 sẽ bằng 0 cộng A và bằng A. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn có một cái hoạt động nhỏ để củng cố kiến thức của hai hoạt động vừa rồi nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trò chơi rung chuông vàng. Luật chơi của mình là trên màn hình của cô sẽ xuất hiện lần lượt các câu hỏi và có các phương án trả lời. Nhiệm vụ của các bạn là trong 10 giây các bạn sẽ tìm ra thật là nhanh các đáp án và ghi ra vở. Mỗi lần các bạn có một đáp án đúng, các bạn sẽ có một ngôi sao ha. Sau trò chơi này, bạn nào có nhiều ngôi sao nhất sẽ là người chiến thắng ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha các bạn. Câu 1. Biểu thức có chứa hai chữ là A, M chia 5, B, A trừ C trừ 14, C, 4 trừ B cộng 8, D, C chia 3 nhân 10. 10 giây của các bạn bắt đầu. Rồi, các bạn có đáp án chưa? Đó chính là câu B. Cô chúc mừng những bạn nào chọn đúng đáp án B ha. Chúng ta sang câu thứ hai. Nếu A bằng 75, B bằng 25, giá trị của biểu thức A cộng B trừ 10 là A 100, B 90, C 65, D 15. 10 giây bắt đầu. Rồi, đáp án là gì các bạn ơi? Cô chúc mừng các bạn có đáp án B nha. Ở đây chúng ta thấy là câu B 90 là đáp án chính xác. Câu hỏi thứ 3. Nếu M bằng 15, N bằng 45 thì giá trị của biểu thức M cộng N chia 5 là A 60, B 9, C 24, D 12. 10 giây bắt đầu. Rồi, cô chúc mừng những bạn nào có đáp án C là đáp án đúng. Câu cuối cùng. 95 cộng 32 sẽ bằng 32 cộng chấm chấm chấm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là A 59, B 0, C 127, D 95. 10 giây bắt đầu. Rồi, cô chúc mừng những bạn có đáp án D là đáp án chính xác. Như vậy sau 4 lượt chơi vừa rồi, cô hy vọng các bạn đều được 4 ngôi sao may mắn nha. Rồi, phần cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài viết luyện tập trang 40 nha. Rồi, các bạn cùng thực hành tính cho cô bài toán cộng này nè. 2416 cộng 5164. Các bạn cùng thực hiện với cô ha. Chúng ta sẽ có kết quả là 7580. Rồi như vậy nếu bây giờ cô muốn thử lại phép tính này thì chúng ta xử là như thế nào? Cô sẽ lấy 7580 trừ 2416 và cô được kết quả là 5164. Rồi, tiếp theo các bạn cùng tính cho cô 6839 trừ 482. Rồi đáp án là bao nhiêu các bạn? Nó bằng 6357. Và đối với bài tính trừ này, cô muốn thử lại thì cô sẽ làm sao?
cô sẽ lấy 6.357 cộng với 482 thì cô sẽ được 6.839. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các bạn cách thử lại phép cộng và phép trừ. Muốn thử lại phép cộng, ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng. Nếu được kết quả là số hạng còn lại, thì phép tính các bạn đã làm đúng. Muốn thử lại phép trừ, ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ. Nếu kết quả là số bị trừ, thì phép tính mình làm là đúng. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các bạn cách thử lại phép cộng và phép trừ. Các bạn sẽ vận dụng và làm bài tập cho cô nha. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ làm cho cô tiết luyện tập vào trong vở toán bài số 1, bài số 1B, bài số 2B và bài số 3, trang 40, 41 nha các bạn. Các bạn luôn vui khỏe và học thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau.